Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Nay xin giao lưu với anh em chia giao lưu với anh em đây là một số cây mai chiếu thủy nha anh em. Đó. Cái cây này là nó liền một bãi luôn ha. Đó, mai chiếu thủy. Đó, đem quay lại cho anh em ha, mai chiếu thủy nè. Này có đào tiên nha anh em. Đó, đào tiên. Có cái cây đó. Gì quên tiêu rồi. Chị nãy nó nói nhớ tên mà quên tiêu rồi. Mộc hương, đó cây mộc hương. Đó, mộc hương bông nè, bông bao thơm luôn em ơi, hàng này hàng hiếm nha, cây sống khỏe thường chậu nha. Đó, như khế, khế chua. Đó. Ở đây có trái đầu tiên, hồi để cho anh em xem luôn ha. Này đủ cây luôn anh em ơi, đủ loại luôn. Đây. Cây đầu tiên là cây mai chiếu thủy nha mọi người. Đó, này da xanh lá lớn nha anh em. Mã số là Q1 ha. Trời ơi anh em coi bông nè. Tỉa bông bớt đó anh em ơi, coi nè bông nó dày luôn á. Bao thơm nè. Đó cây nè, già lắm nó nu cục cục cục. Ở dưới đây là nguyên một bãi luôn ha. Nè, nó liền nha mọi người. Nó liền nguyên bệ luôn. Nhánh ha. Cây nu lắm. Rồi, đậu hoành luôn. Này bao ship luôn nghe anh em. Bao ship này hay hẹp luôn. Này, hoành đây 65. 65 hoành. Này em đo một thân nha. Một thân. Một thân thử nha, một thân là 23. 23 chiều cao luôn. Cây khủng bố bà ba luôn. Cánh cái bầu là 49. Rồi cây này bông dữ gần bông luôn em nè. Cây này dài lắm rồi ha. À, bông quá trời bông luôn. Nè, bông lên còn bông quá trời luôn. Mai chiếu thủy mã số Q1. Rồi, Q1 em giao lưu với mọi người là 2.300.000 em bao ship toàn quốc. 2.3 bao ship luôn anh em. Đó, cây khá là đẹp ha. Này nu dai xanh lá lớn nha anh em. 2.3 đó, đúng là cũng là mai chiếu thủy da xanh lá lớn nha, nu da xanh lá lớn, dáng bay rất là đẹp nha anh em. Q2 đó, cây này đặc thù luôn đó, anh em coi nu cục 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 ha. Này là rồi. Không bể bọng gì hết ha. Nè, cây rất là đẹp, dáng bay luôn. Đang nguyên cụm. Hoành nó 47 nè. 47. Chiều cao là 1m15. Đường kính màu là 40. Rồi quay cái. Quay thôi. Đó, tàn bài rất là đẹp luôn. Q2. Rồi, cái Q2 này em giao lưu với mọi người là 1.900.000 em bao ship toàn quốc. Đây rất là đẹp luôn anh em ơi. Mã số Q2. Tiếp theo. Cây bông bụp. Q3 là cây bông bụp nha mọi người. Cây bông bụp rất là dễ sống ha. Nó đâm chọi chơi nè. Dáng của nó nè. Này dáng thú. Này nó có chỗ sẹo ha. Với mặt lụa chỗ này miếng. Như vậy chỗ này nó sạch nè. Cây này dáng dáng anh em về ghép bông bụp Thái hay bông bụp vô cũng được. Có đường lụa nè, quay gần mấy chỗ này cho. Rồi nãy quay rồi. Anh em về chơi green cũng được, hoặc là chơi ghép bông bụp nhiều màu vô cũng được anh em. Rau nguyên cụm luôn nha. Hoành nó 44 nè. Chiều cao nó là 39. Chiều dài cái bầu là 59. Rồi cái bông bụp này là mã số Q3. Em giao lưu với mọi người 700.000 em bao ship toàn quốc. 700.000. Q4. Tiếp theo là Q4. Mai chiếu thủy nu da đen lá lớn. Coi hoa nè. Quá trời hoa luôn anh em ơi. Này. Cái đen đen này là gông ghê nó đóng nha. Da đen nha anh em, thằng này da đen nha. Này nuôi da đen da lá lớn. Đó, nguyên cụm luôn. Quá trời mấy này bông ra dữ lắm anh em ơi, thơm dữ lắm, thơm luôn á. Đâm đọt đâm bông. Nó bị ấy nè, quay gần gần. Thì cái một đây là một số chỗ nó bị như cái nhánh cũ á. Anh em về nè muốn cắt sửa thì sao cắt ha. Em để gì cho anh em về muốn cắt sửa gì cắt. Chứ cây này một cốt cũng khá bự á anh em ơi. Hoành cũng hai cây này thật bự lắm á. Hoành nó 49. 49 hoành lần đó. Chiều cao là 86. Đường kính cái bầu là 45. Ngày nghe mấy con rễ này nó sẹo ấy hết nha.
Dạ. Rồi mã số Q4 này em giao lưu với mọi người 1.500.000, em bao ship toàn quốc. Rồi 1.500.000 thôi em ơi. Bao ship luôn. Rồi Q5. Này mã da xanh. Q5. Này da xanh lá lớn nha anh em. Đó, cây này cũng đẹp lắm. Nu da xanh nó lớn nè, anh em coi nu nè. Cục bông thì thôi rồi luôn. Rất là thơm luôn. Này một cốt lắc lượng. Mã này là Q5. Hoành nó 28. 28 hoành. Chiều cao là 1m15. 1m15. Đường kính bầu là 32. Đường kính bầu 32. Rồi Q5 giao lưu với mọi người 900.000 em bao ship toàn quốc. Rồi Q5 900.000 bao ship. Này lấy đồ chim mới được. Ngã. Không? Ngã. Lấy cái đầu chim miếng chút xíu rồi đó. Để khúc cây kìa. Là cây Q6 ấy mọi người. Đó, Q6. Cây này cây đầu tiên nha. Cây đầu tiên. Chim gì chứ. Đây cái trái nó đây. Cái trái nó đây hả anh em? Cái trái nó nè. Trái đầu tiên đó nè anh em. Tại trái em cắt ra từ cái cây đó. Anh em là tại không biết, một số anh em không biết trái đầu tiên ha. Cây này ra trái là tuyệt đẹp anh em ơi, trồng trước nhà. À, cái này thì nó có mấy cái nhánh cũ ha. Nè nó bị tét nhánh nè. Mấy nhánh cũ này người ta cắt thôi. Cây này nó rất là dễ sống anh em, dễ sống. Nó có mấy đầu xẹo ha. Rồi. Mã số này là mã số Q6 nha mọi người. Nguyên cụm luôn á, nó bị dính vô đây rồi. Thì đo đại nguyên cụm đi. Đây nguyên cụm đi, em đo dính vô đây 34. Cao 1m26. Đường kính bầu là 41. Cây Q6 này giao lưu với mọi người 1.900.000 em bao ship toàn quốc. 6.9 nè. Rồi cây này nhẹ bóng rồi. Nhẹ như bông bóng vậy đó. Rồi, cây Mỹ Hồng anh em. Rồi, cây Q8. Mỹ Hồng. Mỹ Hồng. Mỹ Hồng này cũng sống khỏe thường chậu ha. Rồi, cây này nó có chỗ cái đây nó có bị sẹo nè mà cây sẹo à. Rồi. Vành nó là 9.5. Cao là 1m05. Rồi mã số Q8 em giao luôn cho mọi người là 700.000 em bao ship toàn quốc. Rồi cây Mỹ Hồng này chứ 700.000 thôi em ơi, bao ship luôn. Rồi Q9 này cây khế chua nha anh em. Q9. Trời ơi khế chua nó quá dị cà na luôn em ơi. Đế quái, dán quái nhưng mà nó bị lũa. À, lũa miếng bên đây. Nó xanh bên đây. Rồi. Có hai cái sẹo bên đây, một sẹo bên đây, nó quay gần cái lũa đi. Thì có quay à. Mã số này là Q9 nha mọi người. Cây quái lắm anh em ơi. Hoành nó là 40. Chiều cao là 63. Đường kính bầu là 46. Rồi, mã số Q9 cho luôn cho mọi người 1.500.000 em bao ship toàn quốc. Rồi 1.500.000 anh em, bao ship. Nặng nha, từ từ thôi. Q10. Q10. Cái nguyệt quế, lá xoắn bông chùm nha mọi người. Còn cây nữa nha. Cái này nè. Đầu nó. Này mình đem về mình để trong mát mình tới nước nha. Cây này thì nó bị lũa bên đây miếng nè. Mà nó đâm chồi đi rồi mình nó trồng nha mọi người, mà đâm chồi mà lá xanh đậm hả trồng á. Cây này có cái mặt lũa chỗ này nè. Rồi, có quay rồi. Rồi, mã số Q10. Quá trời đế luôn. Hoành nó 33. Chiều cao là 90. Đường kính bầu là 40. Rồi, cây Q10 em giao luôn với mọi người là 700.000 em bao ship toàn quốc. Rồi, 700.000 bao ship luôn.
xuống, xuống đại đó đi. Đó, từ 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 không được, để đợi chứ. Rồi cây này cây ổi anh em, khá là nặng anh em ơi. Đó, V11 cũng là cây cổi cuối cùng luôn anh em ơi. Đó, V11 ổi xẻ nha anh em. Rồi đâu hoành luôn mấy cây phôi này nè nghe anh em, cây phôi này ha. Em bán là em giao bao ship, bao tươi tới nhà anh em, chứ không có bao bao sống nè anh em. Bao sống ra cành ra trái là em không đâu bao được, vậy nên em mua thành phẩm nè, chứ cây này bao tươi tới nhà anh em thôi. Này báo cho anh em biết để anh em dễ ha. Hoành nó 54. 54. Chiều cao nó là 90. Chứ anh em mua mấy cây phôi giá rẻ bèo mà anh em rồi muốn phải bao sống ra chồi ra cành ra trái là ra chồi ra cành ra trái là em không có bao ha. Nó có bị mặt lũa nè. Đó không, cái này chút xíu à. Bị tét bị lũa. Nhưng mà đó. Nó cây thì cây có gì em báo đó, nhưng mà cây rất là nặng. Cây này em bán là bao ship, bao tới nhà anh em là bao tươi. Đó. Còn bao sống ra cành ra trái là em không có bao được nha anh em. Này giá rất là rẻ rồi, mà bao ship nữa. Rồi, cây V11 giao lưu với mọi người là 900 ngàn. Để 900 ngàn. 900 ngàn mà hai người kiêng này ship thầm cái này 500 ngàn anh em ơi. Nói chung là bán giá, anh em ra trồng ra thành phẩm được thì bán giá nó cao hơn nghe anh em.